mua cho bọn anh khác. Để cháu thử lên lấy xem sao. Không cần đâu cậu. Kia. Cứ để cháu. Anh Khánh nguy hiểm lắm. Anh Khánh. Anh Khánh. Của em này. Em cảm ơn anh. Cháu làm ở đây à? Anh Khánh họa sĩ vẽ tranh chân dung ấy ạ. Cháu còn vẽ cái tranh nào khác không? Cháu có theo đuổi tranh sơn dầu nhưng có vẻ không được thành công lắm bác ạ. Ai đánh giá cháu không thành công? Đừng vội phủ nhận mình như vậy. Bác có phòng triển lãm tranh gần đây đã từng xem qua rất nhiều tranh. Dạ. Chị ơi. Xin lỗi. Khánh. Cháu mang tranh đến rồi hả? Cháu mới vẽ được vài bức thôi ạ. Có thể bác không thấy gì là mới mẻ, nhưng đây là toàn bộ cảm xúc thật của cháu á. Bác cảm nhận được sự thay đổi của cháu. Giờ bác có thể xem tranh được rồi chứ. Ai trả tranh không? Ai trả tranh không? Mỗi lần xem tranh của cháu, bác đều thấy có một sự hứng khởi trong đó. Khách hàng của bác rất thích. Cháu có được chút thành công này cũng là nhờ bác hết đấy ạ. Là nhờ chính bản thân cháu mới đúng chứ. Người nghệ sĩ một khi đã nuôi dưỡng được cảm xúc của cuộc sống và con người sẽ có sáng tạo. Con chào ông. À, chào con. Em chào anh Khánh. Chào bé My. Bé My đến đây chơi à? Em vẫn còn chữ chùm bằng bay đẹp lắm nên cho tranh anh vẽ. Bé My vẫn biết xem tranh á? Em chẳng hiểu nhưng mà xem tranh vui lắm. Hay là anh Khánh dẫn em ra hồ Gươm chơi đi. Đi. Hai đứa đi đi, bé My cũng sắp không được dạo Hồ Gươm nữa rồi. Bé My đi đâu thế ạ? À? Bé My theo mẹ sang định cư bên Hà Lan. Đi. Bác nghĩ cháu đã có thêm rất nhiều trải nghiệm trong thời gian qua. Dạ vâng, càng đi nhiều cháu mới thấy cuộc sống nó phong phú bác ạ. Bằng Nam, cháu á. Hoàng đúng không? Khánh, lâu lắm rồi không gặp cậu. Bác Nam, cháu và Khánh học cùng khóa với nhau ở trường mỹ thuật đấy ạ. Tốt rồi, Khánh sẽ được Hoàng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm đấy. Tranh cậu vẽ đây à? Ừ. Chắc bây giờ cũng có khá tác phẩm rồi đúng không? Đâu, tớ mới chỉ vẽ lại thôi. Chủ yếu là vẽ tranh ký họa với cả đi chụp ảnh. Hoàng nghiên cứu khá nhiều sách, lại chịu khó đi. Bây giờ chắc có cả kho tư liệu về vẽ. Hôm nào rảnh cho tớ ghé qua phòng tranh của cậu nhé. Được thôi. Mà này,